Theo thông tin từ Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an, hiện nay đang xuất hiện thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp với tên gọi Skyway trên lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cục An ninh Kinh tế khuyến cáo thủ đoạn hoạt động của Skyway là chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn, thực hiện các dự án. Mọi người đều có thể mua cổ phiếu của Skyway để trở thành nhà đầu tư. Khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu. Họ được hưởng thêm hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới. Tuy nhiên, Bộ Công an xác định đến nay những nhà đầu tư chưa nhận được tiền lãi. Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không tham gia các sàn giao dịch đầu tư tài chính theo phương thức đa cấp Skyway. Bên cạnh đó, một số trang mạng còn cảnh báo khi tham gia Skyway sẽ chịu những tiêu cực và mức độ rủi ro không an toàn.